Dạ em chào chị ạ. Em, gội đầu bên em bao nhiêu vậy? Dạ 80 cành chị. Mắc quá vậy, còn cắt tóc? Dạ cắt á thì 250k ạ. 250k, nhưng mà chị chỉ nhắc kém thôi mà. Không phải đâu chị, 250k là bao gồm cả cắt gội với lại tạo kiểu luôn á chị. Nói nghe nè, chị đang gấp lắm, cho nên là giảm 200 ngàn thôi, chị không cần tạo kiểu. À, em chào chị Mai. Ủa, trùng hợp vậy bạn? Lâu lắm rồi mới gặp mày, từ hồi đại học tới giờ. Sao vậy này, tóc ta sơ sát thế vậy? Có gì đâu. Với lại tao cũng hay đi gội đầu á. Thích có người phục vụ của em rồi. Mà cùng chung một salon ha. Ừ, tao cũng hay thích đi gội đầu. Dạ, chị Mai, mình tính làm cái gì ạ? Hôm nay chị chắc gội đầu thôi em. Em, chị gội đầu với cắt tóc luôn nha. Dạ. Với chắc chị nhuộm lại rồi. Dạ. Em, chị muốn nhuộm với lại uống luôn. Tóc mày tẩy đâu mà uống được hả? Được chứ sao không được, kệ tao. Mày có phải chuyên viên kỹ thuật viên đâu mà biết điều đó, phải không em? Dạ đúng rồi chị. Ở bên em á có kỹ thuật cao cấp uống dành cho tóc tẩy, nhưng mà cái giá của nó hơi cao xíu vậy chị. Cao hay không không thành vấn đề, làm cho tới luôn em. Dạ hồi nãy em nghe nói là như là chị đang gấp đúng không? Thật ra là chị cũng thường thì ở nhà rồi cũng đi shopping rồi đi cà phê với bạn bè thôi, có gì đâu gấp em. Dạ chị Mai, chị nhuộm xong á chị có muốn phục hồi không? Chắc cho chị phục hồi luôn hóa bình thường nha. Dạ. Ủa em ơi, gói phục hồi cao cấp nhất ở đây là bao nhiêu? Dạ bên em có gói phục hồi cao cấp nhất là khoảng 800 ngàn. Lấy cho chị luôn đi. Dạ chắc chắn là gói VIP đó nha. Dạ đúng rồi chị. Mày làm nhiều vậy, ở đây đang có chương trình giảm giá 20% á, check in đi. Không không không, tao không thích dùng hàng sale, mày hiểu không? Em, chị chuyển khoản thanh toán luôn một lần. À còn có cái gói combo siêu tiết kiệm nữa, chị lấy luôn nha. Lấy luôn đi em ơi. Dạ. Mà của chị hết bao nhiêu vậy? Dạ 10 triệu chị. Ok, cho chị số tài khoản nha. Dạ số tài khoản đây nè chị. Check đi em. Dạ chị Mai, chị check lại giúp em nha. Cô rồi nha em. Dạ. Cảm ơn mày nha. Mai. Dạ. Ủa em. Dạ đúng rồi chị. Chị Mai á là chủ salon này nè chị.